Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung là những cái người mà không biết nói họ là như thế nào luôn. Cá người ta mới vừa phóng sanh ra thì đã đứng ở đầu đằng trước, mới vừa thả xuống lại đây chích điện dớt lên. Các bạn thấy vậy, phóng sanh là phóng sanh để làm cái gì? Những cái người mà bắt cá như vậy, nếu có xem video này có thấy bị nhọc hay không? Và hôm nay tôi xin được đọc bài báo này nói nè, hết sức là đúng và hết sức là nhọc luôn. Cụ thể, bất lực đứng nhìn đội quân chích điện vớt cả 100 kg cá phóng sinh trước mặt của người phóng sinh để bán lại với giá 50.000 đồng một ký. Mấy người nào biết họ nghĩ sao? Tại bờ sông Sài Gòn, phóng sinh là việc của người dân, còn chích điện bắt cá vừa được phóng sinh là của đội quân tinh nhuệ, được trang bị thuyền máy bình điện vớt cả cá. Sau khi bị vớt lên bờ, cá được bán lại với giá 50.000 đồng ngay tại chỗ luôn các bạn. Sáng ngày hôm qua, ngày 2 tháng 9, tức là rằm tháng 7 âm lịch, hàng trăm người đã đổ về chùa Diệu Pháp ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để thắp hương và tưởng nhớ đến cha mẹ trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu và lễ ngày xá tội vong nhân. Lễ Vu Lan báo hiếu năm nay có chút đặc biệt hơn mỗi năm vì diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa thể dứt hoàn toàn. Chính vì thế, nhiều người dân đi chùa cầu an trong dịp này không quên đeo khẩu trang để phòng dịch, mặc dù vẫn còn một số người quên đeo. Tuy nhiên, lễ Vu Lan báo hiếu là dịp để các con cháu tưởng nhớ đến đấng sinh thành, cầu bình an cho gia đình, tổ tiên và bản thân, đồng thời cũng kèm với nghi thức là phóng sanh, thả cá, thả chim. Cũng như mỗi năm, ngoài thả chim phóng sanh, có rất nhiều người ra bên bờ sông Sài Gòn, bên hông chùa Diệu Pháp thả cá, cua, ốc, rùa để phóng sanh. Việc phóng sanh có ý nghĩa nhưng tùy theo điều kiện và tâm trạng của mỗi người chứ không bắt buộc đâu. Một thực trạng đáng buồn xảy ra là vào mùa Vu Lan hàng năm, đó chính là ngay sau khi người dân thăm chùa lễ phóng sanh, một đội quân tinh nhuệ đã bày binh bố trận ở khu vực đó, trang bị thuyền máy bình điện vớt cả cá, đã sẵn sàng ra tay bắt ngay sau khi cá chưa kịp bơi cách đó. Bất chấp người dân đứng ngay trên bờ và cá vừa mới thả xuống nước, những người này mặt dày không thể nào nói được, lập tức chèo thuyền đến chích điện cho cá tê liệt, ngửa bụng lên. Sau tiếng tè tè của dây chích điện, hàng trăm con cá lớn nhỏ đều nổi lên mặt nước với tình trạng nằm ngửa bụng phơi thay. Sau đó chúng được người dân lấy vợt vớt lên bờ và bán lên tại chỗ luôn. Nói này không biết họ có nhột không các bạn, chứ mình thấy nhột, thấy quê dùm luôn á. Làm vậy mà mặt mũi để đâu? Mặc dù khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải lắc đầu ngao ngán, thế nhưng nam thanh niên chích điện cá phóng sanh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, đưa cái mặt ra và rao bán lại với giá 50.000 đồng. Nhiều người đi thả cá chứng kiến cảnh tượng trên chỉ có thể thở dài mà không làm gì được. Tại vì họ nói chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn. Bây giờ thả ra nước rồi thì người ta bắt là chuyện của người ta, mình cũng không có ý kiến. Cũng không buồn nhắc nhở, miễn sao cá được thả xuống nước thì coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Còn họ bắt hay giết họ thì coi như là quá kiếp cho cá mà thôi. Còn đội quân chích điện thì cứ thoải mái vô tư vớt cá lên bờ bán lại. Cứ thế một con cá có thể được thả xuống sông vài lần đó các bạn. Mà nó thả lên nó bơi làm gì nổi, nó chích lên tê liệt thì coi như cứ thả xuống rồi nó chìm đó, là vớt lên chìm á, vớt lên thì cuối cùng nó cũng chết ngay ngày hôm qua thôi. Biết trước tình cảnh này á, nhiều người dân đã cẩn thận hơn khi mua mấy thùng cá, thuê thuyền ra giữa sông luôn để thả với hy vọng chúng được sống. Nhưng sau khi họ đi vào thì đội quân chích điện vẫn tiếp tục bơi ra ở giữa sông để bắt nó, bằng một cách là coi như là không chừa con nào. Mà việc phóng sinh phải giúp con vật được sống một cách tự do tự tại, với những tình tạng mà vừa phóng sinh đã bị bắt lại như vậy thì phóng sinh còn ý nghĩa gì nữa, đúng không các bạn? Còn nhiều người nói nè, sẵn đây tôi mới nói luôn, phóng sinh chim á, phóng sinh chim á thì mấy thằng cha nội cứng kế bên nó lại mở thêm cái loa liều gắn keo á để cho chim nó bay lại, nó dính rồi lại bắt tiếp. Các bạn biết không, vừa qua tôi có đọc một cái câu chuyện, đó là nếu như mà chim á lỡ bắt đi, nó là đang nuôi con nó ở nhà ở ngoài tổ nữa, mà nó lỡ bị bắt thì ai đem mồi về cho chim con của nó ăn, rồi có phải là một tổ chim ở 3-4 con chim con lại phải chết đói không? Rồi như vậy phải bắt một con chim mẹ mà 3 con chim con phải chết đói không? Ai đem sâu đem mồi về cho tụi nó ăn? Đó. Mấy người bắt chim thì cũng nghe mà nhớ nha, còn mấy người bắt cá thì giờ không biết nói sao, tại năm nào nó cũng vậy rồi, cái mặt họ dày rồi. Bây giờ mà nói họ thì bây giờ mình nói sao, kêu dân tí thấp thì họ lại chạm lòng tự ái của họ. Đó. Mà bây giờ nói hình ảnh này mà có đẹp không, dân trí vậy mà có gọi là cao không các bạn? Đó, họ có suy nghĩ cho đến tương lai vận mệnh của con cháu họ sau này không? Thì hình ảnh được lên báo luôn các bạn à, chứ không phải là không được lên đâu, nổi tiếng luôn ấy. Thôi rồi, cảm ơn các bạn. Hoặc là các bạn có thể tìm cách nào phóng sanh những con nào mà họ không ăn được á,
cứ kiếm con nào á thử đi, bữa nào phóng sanh cá sấu ở dưới thả một cái đi, mấy thằng chích điện nó trốn hết, đéo thằng nào dám ở đâu. Nói nhiều khi mang tội với thiệt, bắt gì vậy mà bắt được. Rồi, cảm ơn các bạn.